bà ngôi lính 58 tuổi, cùng nàng dâu 21 tuổi Mỹ Duyên mang đến chương trình mẹ chồng nàng dâu những câu chuyện dở khóc dở cười. Bà lính có 5 đứa con, điều đặc biệt là tất cả đều ngủ chung chứ không có phòng riêng. Mỹ Duyên đến nhà bạn trai sống thử một thời gian cũng phải theo bếp sinh hoạt này. Vì nằm chung một không gian nên đôi trẻ khó có thể gần gũi về mặt thể xác. Thế nhưng, trong một lần cô gái về thăm mẹ đẻ, thấy con trai nhắn tin cả đêm không ngủ, bà lính sinh nghi. Con gái bà đọc trộm tin nhắn của em trai cho mẹ nghe, nội dung trong đó khiến cả hai bất ngờ. Anh ơi, nước gì của em mà nó cứ chảy hoài, chị gái đọc tin nhắn dội báo mẹ, hai đứa này chắc có gì rồi mẹ ơi. Bà lính gọi ngay con trai vào chất vấn vì nghi cặp đôi đã ăn cơm trước kẽm. Trời ơi mẹ ơi, theo biệt danh của Mỹ Duyên, nói nhớ con, nước mắt chảy hoài, mẹ đọc sao vậy, cậu con trai rối rít giải thích. Cả nhà được một phen cười bể bụng vì sự cố có 102 này. Về làm dâu bạn lớn, Mỹ Duyên được mẹ cưng chiều như con ruột. Cô nàng hiếm khi phải nấu ăn và thường xuyên được mẹ chồng cho ngủ nướng đến tận trưa. Chị gái đọc trộm tin nhắn của em trai cho mẹ nghe, anh ơi, nước của em cứ chảy hoài khiến cả nhà sửng sốt.